Hello, chào tất cả cô chú anh chị em đã quay lại với kênh của em ha. Thì hôm nay em tiếp tục quay vườn của Vĩnh cho anh chị em mình giao lưu thêm một số loại mai. Thì em sẽ mượn Vĩnh tư vấn cho anh chị em mình những cái clip, những cái cây trong clip ngày hôm nay ha. Đây là Vĩnh chủ vườn, thì em sẽ mượn Vĩnh tư vấn cho anh chị em mình ha. Chào anh, chào cô chú anh chị quay trở lại kênh. Hôm nay em giao lưu một số loại mai cho Tết nha cô chú anh chị. Đầu tiên là cây này là cây cúc hoa hương nha. Cây mặt bông bự ghê ta. Trời ơi, cây đây anh này coi. Cúc hoa hương nha anh em. Cái lô này nó ghép già mùa anh em, cái mặt bông coi nè. Nó bự. Để đây ba ngón tay của em luôn ha. Bự thì ghê, bự con gió mà nó bự. Mình nó cây nào thấy vậy. Tại cái được cái lô này em thấy nó già mùa. Mình lấy cái cây trung bình cỡ nào mình gửi cho khách ha Vinh. Cây trung bình ha. Cỡ này nè. Này, cây cũng có mặt bông gió này nè. Lúc gài thì anh em mình là có bông gió lai gà nè, mình sẽ thấy mặt bông ha. Mình lấy chiều cao bao nhiêu thôi. Đó đó độ phỏng phỏng thôi, mình lấy trung bình lấy đo gan á. Tầm từ 3 gan. 3 gan là 6 tấc, mình lấy trung bình đều đều khoảng 6 tấc ha. Trời ngang nó cũng 3 gan luôn. Đường ngang cũng 6 tấc. Cây này là thọ hương ghép gốc nhớt quấn rễ cũ đẹp nha anh em. Cây này chắc khoảng 3 năm ngoài tuổi ha. Cái cốt ghép hầu như nó liền, cái tỏ giữa danh của mình ha, nó bằng 4 ngón tay lớn của mình nè. Thấy không? Cốt ghép rất là to, và cái củ ở đây thì quấn rễ em thấy cũng 4 vòng 3 vòng đều đều ha. Củ ở đây trung bình em thấy trung bình bằng cổ tay của mình đổ lên ha. Thọ hương những cái già mùa. Cái tạng đẹp. Cầm lên, cầm cái cây lên cái cây. Đó, cầm cho người ta thấy người ta biết nó bự cỡ nào. Đây rất là to luôn nha anh em. Cốt ghép bự. Cái lô này còn khoảng nhiêu cây hay gì? Cái lô cúc hoa hương này còn khoảng chừng 50 cây ha. Còn 50 cây. Hầu như là cây nào cũng quấn rễ cũ như vậy hết nha anh em, quấn rễ cũ rất là to ha, còn số lượng có 50 cây thôi. Mình bán giá làm sao hả Vĩnh? Cái này là 200.000 một cây. 200.000 một cây. Ủa 250 một cây. 200. Hai cây em gửi hàng bao phí luôn. Một cây mình có gửi không? Dạ một cây em không gửi. Không gửi ha, một dạ. Cây là 250. Dạ đúng rồi. À, là bán một cặp ha, một cặp đúng là rồi. 500.000 mới bao ship được cho anh em mình nha. Đúng rồi. Chứ một cây thì nhiều khi đóng tiền thùng nó khó khăn ha. Vậy là một cặp 500.000 một cặp là bao gồm phí ship cho anh chị em mình. Rồi mình tiếp theo cái lô nào luôn. Tiếp theo cái lô này, lô giả hữu đức thôi. Giá bao nhiêu luôn? Tiếp theo là loại giả hữu đức nha. Này chiều cao có chừng 50 đến 6 mấy nha cô chú anh chị. Bề ngang có chừng 30 đến 40. Bình thân thì cỡ chừng 6-7. Cũng có là hàng quấn rễ nha anh em, quấn rễ cũ y gan như cái lô cúc thọ hương luôn ha. Tại hai lô này ghép chung có một lô cũ thôi, chia làm hai giống. Rồi giá tiền bao nhiêu luôn? Giá tiền là 250 một, ổ lộn 500.000 một cặp bao phí cho cô chú anh chị luôn. À, vậy là bán cặp luôn ha. Dạ đúng rồi. Cái này là bán cặp luôn nha anh em. Anh em mình có thể lấy một cây thọ hương với một cây thủ đức thì cũng được một cặp, thì nhà vườn người ta cũng sẽ gửi hàng và bao ship cho anh chị em mình luôn nha anh em. Thủ đức ha, giỏ thủ đức quấn ghế cũ. Cái lô này được cái là cái cũ đẹp với cốt ghép của mình nó già. Anh em mình có thể là mua về mình chơi Tết xong cái lô này anh em mình đâm ra trồng cũng được ha. Chung là thì hàng đẹp thì giá nó cũng phải là đẹp theo cái cây nha anh em. Tiền nào của nấy thôi. Bên đây cũng vậy luôn phải không? Bên đây cũng đúng rồi. Lô này quấn ghế cũ đẹp không anh em. Tất cả các cây thì cũng quấn ghế cũ như vậy thì kích thước nhà vườn đưa ra cho anh chị em mình là trung bình từ 50 cho đến 60, 65 ha. Thì anh em phái cao thì lấy cao, phái lùng thì lấy lùng. Anh em mình lấy loại nào thì mình cứ liên hệ bên nhà vườn giùm em. Bông thì bông giả hữu đức, bông từ 8 cho đến 12 cánh. Ở đây thì nhà vườn người ta sẽ gửi cặp cho anh em mình. Một cặp thì sẽ bao ship luôn. Một cây thì nhà vườn không có hỗ trợ gửi cho anh em mình được ha. Đây mặt bông giả hữu đức nè, bông từ 8 đến 12 cánh ha. Bông rất là to luôn, cánh thẳng ha. Màu rất là đẹp. Rồi mình đi tiếp tục luôn nè. Tiếp qua bên đây ha anh em, tại bên kia cái nó có một cái miếng đất nhỏ mình đã bỏ mình đã ít ha. Rồi tiếp tục cái loại nào giới thiệu luôn. Tiếp theo là loại cái này loại giả hữu đức. Phú Tân, cúc hoa hương, cúc chùm nha cô chú anh chị. Bốn loại thủ đức, phú tân, cúc thọ hương, cúc chùm nha anh em. Bốn loại ha, đồng giá bao nhiêu tiền? Đồng giá là 120 nha cô chú anh chị. Bao nhiêu cây gửi? Dạ 4 cây gửi, 5 cây bao phí. 3 gửi, 5 bao phí. Rồi đó kích thước.
nó rung sáng nó rung nó chịu không được nha anh em. Chiều cao 48, tán ngang 41. Rồi, đo cây kế bên, đo cây lùng kế bên luôn. Chiều cao 42, tán ngang 43. À, vậy mình lấy trung bình kích thước từ 40 cho đến 50 ha. Thì anh em mình phái cái cao thì mình nhớ điện lúc mà mình điện hỏi mua á, mình điện vô chủ vườn nói lấy cái gốc cao cho tôi. À, thì nhà vườn người ta sẽ lấy gốc cao, còn thấp nhất ở đây thì nó tầm khoảng 40, cao nhất là khoảng 50 cm ha. Còn đường kính tàn ngang của nó thì cũng tầm khoảng 35 cho đến 45 cm ha. Nó cũng sẽ tùy theo cây và tùy theo cái chỗ mình đo. Ví dụ như hai cái nhánh nó tràn hai bên thì mình đo ngay cái tràn nhánh này thì nó rộng, mình đo ngang lại bên đây thì nó sẽ hẹp ha. Nên em lấy trung bình cho anh em là thấp nhất là 35, cao nhất là 45. Với khi mà đóng hàng thì nhà vườn người ta sẽ bóp gọn cái cây mai lại, người ta bỏ vô thùng cho nó gọn ha, để đỡ cái chi phí tiền ship vận chuyển nha anh em. Với một phần nữa là khi cây của mình bóp lại như vậy, khi mà mình gửi hàng đi nó sẽ không có lắc, nó sẽ không có bị ảnh hưởng đến cái cây mai của mình. Giá tiền là đồng giá là 120.000 một cây, 3 cây thì gửi hàng, 5 cây thì bao ship, gồm có 4 loại giống ha. Một là dạo Hữu Đức, hai là dạo Phú Tân, ba là cúc Thọ Hương và bốn là cúc Chùm, cúc Hương Chùm ha. Đây thì hàng ghép gốc nhớt quấn rễ cũ nha anh em. Ở đây thì trung bình ghép nó cũng cái chục ghép của khoảng 4 ngón tay nhỏ của mình ha, bỏ ngón cái đi, còn ngón cỏ, ngón giữa, ngón chanh, ngón út nè. Cái cũ thì quấn trung bình đều phải bự hơn ngón chân cái của mình tí. Cỡ ngón chân cái đổ lên đi. Có 4 loại, đồng giá 120 ha. Mình lấy chiều cao 40 đến 50, đường kính tàn 35 cho đến 45 cm. Rồi tiếp theo loại nào luôn. Vô đây. Bên đây là loại nào, bao nhiêu loại? Cái này có Phú Tân, Cúc Chùm, Tân Châu, Đại Lộc. Đại Lộc, Cúc Hương Chùm, Phú Tân và Tân Châu. Cúc Tân Châu 2436 cánh, cũng gồm có 4 loại ha. Còn cái lô này thì có Phú Tân không? Thấy cũng có Phú Tân á mà. Có Phú Tân. Có Phú Tân nữa là 5 loại ha. Ở đây đồng giá bao nhiêu? Giá tiền bao nhiêu? Cái này là 250.000 một cây. 250.000 một cây. 2 cây gửi hàng, 4 cây bao phí. 2 cây gửi hàng và 4 cây thì mình sẽ được bao phí ship ha. 250.000 một cây. Này quấn cũ đẹp nha anh em, cái lô này. Rồi mình đo chiều cao đi, chúng ta chiều cao đi. Cái lô này ghép quấn lô rễ cũ y nhang cái lô trước vậy đó anh em, nhưng mà cái này là cái form tàn nó nhỏ hơn cái lô trước nha. Cái lô Thọ Hương hồi đầu clip á, Thọ Hương với Thủ Đức hồi đầu clip thì được cái form tàn bự, còn cái này em thấy cái form tàn nó nhỏ hơn, nhưng mà cái cũ thì nó vẫn đẹp như vậy ha. Chiều cao là 54. Chiều cao là 54. Tán ngang là 44. Tán ngang 44 thì mình lấy trung bình chiều cao khoảng 50 đổ lên đi, tán ngang cũng khoảng 40 ha. Đây là lô này cũng vẫn là quấn ghế cũ đẹp nha anh em. Ghép cái chột ghép của mình vẫn cũng vẫn tay cái giống như cái lô bên kia ha. Đây. Lô được lô cũ đẹp. Cái này kích thước tàn nó tầm khoảng 70 so với bên cái lô cúc Thọ Hương hồi đầu nha. Tại vì cúc Thọ Hương á nó sẽ đi tược dài, đi tược nhiều hơn những cái thằng này. Thọ Hương nó nhanh lớn hơn tí. Nên cái lô Thọ Hương là cái tàn nó bự hơn. Để nhiều khi anh em mình nói hai cây đồng giá mà sau gửi về một cây Thọ Hương nó bự chảng, mà gửi về cây này nó hơi nhỏ hơn. Cái này nó tầm khoảng 7 phần so với cây Thọ Hương thôi. Lụm cây Phú Tân ra. Phú Tân đó. Đây, Phú Tân cây bên kia chứ. Nè, Phú Tân ha, cái tàn anh em sớm anh sớm lúc đầu nó cầm cây Thọ Hương thì anh em mình đã thấy ha, bây giờ mình cầm cái tới cây Phú Tân nè. Cái này tàn của nó khoảng 7 phần so với cây Thọ Hương, tại cây Thọ Hương nó quá to. Nó còn có 50 cặp thôi. Còn cái này thì còn số lượng ha. Ở đây thì vẫn là hàng ghép gốc nhớt quấn ghế cũ nè anh em thấy không? Giá là 250.000 một cây, một cặp mới gửi hàng, 4 cây mới bao ship. Đúng rồi. Cái này thì chủ vườn ta đưa ra giá vậy thì anh em mình thấy được ok thì mình vô luôn ha. Còn đây là Đại Lộc nè. Cũ quấn rất là đẹp ha. Cái này thì em thấy cái giá nó cũng tương đối là ok, nhưng mà còn cái hình thức giao lưu thì nó hơi cao tí. Thường thường ví dụ như cây 250.000 này là thường thường là một cây người ta gửi rồi đó, hai cây là người ta đã bao ship rồi đó, thường thường á. Thường thường mày động mình đóng cho hết vô cái hùng ấy rồi. Cái này cái xương bự hơn cái xương kia, xương kia anh em bẻ được. Cái xương này bự quá nên bẻ cái hùng đó được. Tại cái xương này nó to. Cái xương này nó cứng bán. Tiếp theo ha anh em. Tiếp theo là loại lớn nha cô chú anh chị. Chiều cao nó được 90.
tai nghe nó được 80 nha cô chú anh chị. Trung bình cũng đều đều, em thấy lấy kích thước nó làm chuẩn luôn cũng được. Này là thì cây trồng bồn nha anh em. Ta có quấn cái bầu ha, anh Quanh ta là thân trồng. 10. Quanh thân là 10. Cũ là được 30. Này gốc nhớ quấn rễ cũ nha nè, đây cái cũ của nó nè. Cây vậy là mình bán bao nhiêu một cây? Cái này từ 3 triệu đến 4 triệu anh. 3 triệu đến 4 triệu tùy theo cây ha. Dạ đúng rồi. Thì riêng cái loại này thì anh em mình sẽ liên hệ bên nhà vườn để nhà vườn người ta báo giá trực tiếp và gửi hình ảnh cho anh em mình ha. Tại cây này cây trồng đất, quay một vòng tròn nó bị chật, bên kia quay không có được với nó bít đó nè. Thì khi nào mà anh em mình có nhu cầu mua cái hàng này thì anh em mình cứ liên hệ bên nhà vườn người ta sẽ chụp hình đo hoành eo, hoành thân, hoành tán ngang gì đó. Nó chính xác thì nhà vườn người ta sẽ gửi hình ảnh cho anh em mình sao ha. Còn hàng này là ghép gốc nhất, cái chột ghép của mình nó bự hơn ngón chân cái ha. Liền cốt hầu như là 100%, củ nở rất là to. Củ thì được trung bình khoảng 30 đổ lên ha. Cây này ghép giống gì ha? Cái này có cúc chùm nè. Ừ, cúc hương chùm ha. Bên đây có thấy cũng có Thủ Đức rồi nè. Thủ Đức cũng có luôn. Anh em mình có hai loại giống ha. Mấy cây tàn cao Thủ Đức con này. Cây này tới 1 mét 1. Thủ Đức cao 1 mét 1 nha anh em. 8.000 mét. Bình thân là được 15. Quanh cũ được 42. Này là gốc Thủ Đức ghép gốc nhất nha nè. Cây như vậy là cũng nhiêu? 3 4 triệu phải không? Đúng rồi anh. Số lượng thì thấy còn khoảng nhiêu cây? Độ độ khoảng nhiêu cây? Được chừng tầm mấy chục cây. Nguyên cái khu này ha nè. Rồi mình tiếp theo luôn cái lô khác này. Cái lô riêng cái lô đó thì anh em mình có nhu cầu mình mua thì mình cứ liên hệ bên nhà vườn giùm em nha. Giờ là... người ta sẽ chụp hình chi tiết cho anh em mình. Lô này là 500 ngàn một cây. Một cây gửi hẹn và hai cây báo phí. Khúc hương chùm luôn phải không? Đấy đúng rồi. Lô này được ghép già mùa, cũ đẹp. Chiều cao là 81. Tán ngang là 56. Tán ngang 56. Hoành cũ mình đo luôn trung bình. Hoành thân là 10. Hoành cũ là 26. Thấy cái lô này nó cũng khá là đều. Riêng cái cây này thì cũ nó nở nằm ngang anh em. Khi mình đo hoành, hoành nó rất là to. Như có một số cây anh em thấy không? Giống như cây phía trong đây nè. Đây, cái cây này thì nó nở cái chiều đứng lên thì mình sẽ đo hoành nó sẽ mất cái hoành, nhưng mà cái củ của mình rất là to luôn nha anh em, tại vì nó quấn cái dòng đứng lên á. Khúc hương chùm ha, giá là 500 ngàn một cây. Một cây thì nhà vườn người ta gửi hàng không bao ship, còn hai cây thì nhà vườn người ta bao ship cho anh em mình ha. Nói chung thì cái hàng là cái hàng chất lượng rồi thì cái giá nó cũng phải chất lượng theo. Cái củ rất là đẹp luôn nè. Cái lô này toàn bộ là cây nào cũng quấn rễ cũ đẹp như vậy ha. Đối với những cái hàng cao tiền 5-600 ngàn như thế này á, thì anh em mình lúc mà mua thì anh em mình có thể là liên hệ qua Zalo để nhà vườn người ta chụp hình chính xác cái cây cho anh em mình luôn ha. Cây này chung là cũ đẹp, hàng cũng rất là ok để cho anh em mình về chơi ha. Tán cành đồ thì sung, anh em thấy không, nguyên cây xanh đen hết. Chung là hàng nuôi hàng đẹp. Này thì những anh em lâu lâu cái anh em mình hỏi có kiếm lô cũ đẹp cho anh em mình đó. Nói chung mình đẹp thì được cái giá nó khác, chứ anh em đừng có so với những cái cây mà quấn rễ bằng tay cái có 70-80 ngàn anh em so với cái cây quấn rễ cũ về nha anh em. Tàn xung xuê hết cho anh em mình nha. Mấy cây này anh em mình về bỏ để vô qua chậu đi chơi Tết năm nay xong, anh em mình chơi xong anh em mình thả xuống bồn tồng. Tại cây này gốc nhớ cái cũ đẹp, anh em mình tầm đầu tư lâu dài được ha. Rồi mình tiếp tục cái lô nào nữa Vinh? Dạ hết em. Rồi hết luôn ha. Dạ. Rồi cái lô 500 ngàn này cũng là cái lô cuối cùng trong clip ngày hôm nay luôn. Thì anh em mình có nhu cầu mình xuống xem cây trực tiếp thì mình xuống cũng được ha. Điện thoại chủ vườn hỏi địa chỉ ở đâu. Địa chỉ thì ở Vĩnh Thành ha, Vĩnh Thành Chợ Lách Bến Tre. Thì anh em mình xuống tới Vĩnh Thành thì anh em mình sẽ điện cho chủ vườn đó. Chủ vườn ta sẽ dắt vô vườn cho anh em mình coi cây trực tiếp luôn cũng được. Mọi chi tiết thì anh em mình sẽ liên quan đến cây thì anh em mình cứ liên hệ bên chủ vườn. Mỗi clip là sẽ là một chủ vườn khác nhau ha. Nên anh em mình mua cái vườn nào thì anh em mình coi clip đó mình liên hệ giùm em. Giá cây thì chất lượng cây nó sẽ đi theo cái giá tiền ha. Tiền nào thì của đó thôi, chứ còn nhiều khi anh em mình quan trọng giá tiền mắc rẻ quá thì nhiều khi mình lấy đâu có được cái cây đẹp đâu. Rồi em cũng cảm ơn cô chú anh chị em mình đã xem và ủng hộ em trong thời gian qua rất là nhiều ha. Em cảm ơn cô chú anh chị em mình thêm một lần nữa luôn.